Rồi xin chào các bạn ha. Hôm nay mình quay đang máy xé tay các bạn, máy xé tay nè. Đặt máy đây ngành quốc nè, đây đây đặt đây 30 đó. Ta đó. À, có dàn sới cho nên là ơi dàn sới luôn mà sao còn có là có miếng dán ta ngộ ta. Sới, 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 sới. Ô vậy là cái dạng cái máy là sới này, sới không không có chuyện gốc gạ. Sới nè bạn, cái bông nó bánh nè bạn, không có nó bánh nè. Sới nha. Mình là máy mới luôn các bạn ơi, máy đóng vậy luôn. Để chút tôi quỳnh quậy coi nó có thấy không mà. Coi nó có bên mà phải bên không. Máy xé đang chạy vô mình ở đối diện mình các bạn. Đất này dạng đất gò, đất cứng á bạn, đất gò bạn, đất gò là không có bị lún, bị lún á, là gọi đất nà đó. Thì tới chỗ này thấy cũng chưa đã gì mấy nha các bạn, không tốt nha. Giờ tới bệnh luôn các bạn. Cô đây cũng tới gần 7 công các bạn. Đẹp đẹp 7 công, không nhỏ nè. Con lớn không bự á. Sới các bạn ơi. Sới mà trời nó không có giá các bạn. Chứ mà sới các bạn, sới các bạn sao có miếng dán mà anh sới anh kéo luôn, không kéo con gà cho nó lóc luôn các bạn. Rồi vậy nó nặng phải rồi, nó nặng phải rồi đó. Con nó có bạn 2 con không ạ, con đó cũng sới đó, con này còn con này không phải là máy sới nè, mà là máy sới nữa các bạn. Cũng đi ra con đó luôn. Hai con
lên khói đen, lên khói đen. Thấy là cái bông phúc của nó là bông phúc này, cái lần sắp có bông phúc này nó chưa đã chưa ấy không nè, nó không có tơi không các bạn. Đây là nó đi gần đi vòng nó cũng còn làm nhầm chứ không tơi nha. Giá sao lôi nha các bạn, hèn chi anh xới rồi anh lôi với cái dáng đó các bạn, cái dáng nó tặng cho nó ép cái góc dạ xuống các bạn cho nó xẹt xuống. Rồi vậy cho mình xin kết thúc video nha, chúc các bạn ngày mới tốt lành nha. Mình quay nhiều thôi. Bye bye.